漫天飞舞，我在踌躇该不该停下脚步，怕你义无反顾，爱得太辛苦，从来不给自己留一点退路。我不怕辛苦，只怕留不住你掌心残留的温度。如果天要我背负一辈子的孤独，我只想anh Tuyết là một người đàn bà. Trong suốt cuộc đời sẽ có hai thứ không thể nào thiếu được. Một là có người đàn ông yêu họ, còn một thứ khác chính là phải có tiền. Nhưng mà tại sao từ khi ta vào tới Thẩm gia, người thì không được, tiền thì cũng không có? Người nói đi, gương mặt ta không có đẹp, hay là ta không được thông minh? Nhị phu nhân cái gì cũng được toàn mỹ, tại sao họ đối với ta như vậy? Tại sao lại như vậy? Nhị phu nhân, Ta chỉ còn lại mấy thứ này thôi, lượm lên giùm ta đi. Nếu như luôn cả mấy thứ này ta cũng không còn, thì ta sẽ không còn cái gì nữa. Nhị phu nhân, dòng cẩm thạch này, dòng phỉ thúy thượng hạng của ta, thì quá đáng tiếc. Cái này có ăn nhầm gì? Đại thiếu gia, Triều Tông, Xuân Ni, có chuyện này ta hy vọng nàng giúp cho ta. Chỉ cần là nàng chịu hứa, Thẩm gia sẽ do nàng đương gia, tất cả mọi việc trong kho nàng có quyền chọn. Là chuyện gì? Ta biết nàng nhiều mưu kế, cho nên ta hy vọng nàng đối phó với Bách Hợp Đường giùm ta. Chỉ cần nàng đồng ý, cái gì ta cũng hứa với nàng. Triều Tông, chàng biết rõ tiếp muốn cái gì mà. Ta biết, mình coi như đã thành giao. Chàng thật sự biết tiếp muốn cái gì? Tiếp muốn tướng công của thiếp ở bên cạnh thiếp, mà lại còn phải giao dịch. Nàng nói như vậy là ý gì? Bây giờ nàng muốn trả giá với ta? Được, nàng có thể không hứa với ta. Triều Tông, tiếp hứa với chàng. Vậy được, ta hy vọng nội trong 3 ngày nàng cho ta cách hay. Ta chờ tin tốt của nàng. Được, tiếp sẽ cố gắng. Cảm ơn nàng. Triều Tông, trước kia tiếp làm nha hoàn, tiếp đã tự nói với mình, tiếp nhất định phải rạng rỡ mặt mày, phải làm người thượng đẳng. Nhưng mà bây giờ tiếp đã làm thiếp của chàng, tiếp không những không có danh dự, ngược lại càng thấy thấp hèn. Tại sao chứ? Triều Tông, tại sao chàng lại đối với tiếp như vậy? Hãy sớm nghĩ ra cái tốt cho ta.
Bức họa vẽ xong rồi, như vậy coi được không? Được được. Nè, vẽ thêm vài bức. Dạ. Cố gắng phát ra ngoài cho mau. Nói là người này bị chết giữa đường, để lại không ít tài sản, để coi có ai tới nhận không. Nói không chừng có thể kiếm ra manh mối. Dạ. Dạ. Ôi, bây giờ, dạ, có gặp người đệ không? Dạ, không có. Có gặp người đệ không? Nè, không thấy. Nhìn cho rõ đi, có gặp hay không? Không thấy. Có gặp hay không? Là nói không. Nè, có gặp người đệ không? Đại ca, mình ra đây mấy ngày rồi nhưng không có chút manh mối gì hết, có nên tạm ngừng hay không? Không được, không thể ngừng. Nếu như làm chậm trễ thời gian, tới chừng đó sẽ khó hơn mò kim dưới đáy biển, kiếm tiếp. Dạ. Cô thấy không? Dạ không, dạ không. Thấy hay không? Hả? Dạ không. Không thấy. Không thấy hả? Ờ, không thấy hả? Không thấy. Thấy không? Thấy đi. Đúng đủ đi. Hôm nay là ta đánh bài ăn. Đúng rồi. Thiệt rồi. Đúng ta đại hết nha. Muốn ăn gì cũng được, muốn uống gì cũng được mà. Đi đi. Đi đi. Vui này. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đại ca, đại ca. Thứ dần này không cần chúng ta cho họ biết tay. Họ ngủ một giấc thức dậy thì không nhớ cái gì hết. Đừng có tốn hơi nữa. Không phải, ảnh không tới nỗi không có cách cứu chữa. Ảnh say mê trong sòng bài là bởi vì chúng tôi có hiểu lầm quá sâu. Đại ca, nếu như có hiểu lầm tới hắn, tại sao không giải thích rõ ràng? Đại ca, cũng là lúc phải giải thích rõ ràng. Hey. Nhị phu nhân, nhị phu nhân, nhị phu nhân, nhị phu nhân, nhị phu nhân. Có chuyện gì từ từ nói. Nhị thiếu gia bị người ta bắt cóc rồi. Bọn cướp nói là đem thêm 100 đồng vô đừng gặp họ. Nếu như không, bọn họ sẽ giết người. Bọn họ sẽ giết người đó. Cô cần báo cho đại phu nhân biết hay không? Không kịp, mau đi lấy tiền. Dạ. Tôi tới đó trước, mau đi báo với lãnh đại ca. Nhị phu nhân, bà cẩn thận đó. Thiếu Du, Thiếu Du. Có ai không? Thiếu Du. Tâm Hòa, là ta. Lãnh đại ca, huynh tới rồi. Ê, cẩn thận. Thiếu Du thế nào? Không biết. Cho tới bây giờ vẫn không có tin tức gì hết. Nhưng trời đã sắp tối. Thật ra đối phương có bao nhiêu người chúng ta cũng chưa biết. Hay là mình trở về trước rồi mình tính sau? Không được. Thiếu Du chỉ có một mình, hoàn cảnh bây giờ rất nguy hiểm. Tôi không thể bỏ ảnh lại một mình. Nè, ơi nè, Tâm Hòa. Tâm Hòa, nếu cô tiếp tục kiểu này, chúng ta không thể cứu ảnh được. Không chừng còn chết chung với ảnh nữa. Vậy tôi sẽ chết chung với ảnh. Tâm Hòa. Thiếu Du. Hey, ảnh đối với cô như vậy, cô cảm thấy đáng sao? Đáng. Cô yêu ảnh. Bắt đầu từ giây phút tôi yêu ảnh, tôi đã trao hết cuộc đời của tôi cho ảnh. Thiếu Du, Thiếu Du, Thiếu Du, anh là người quan trọng nhất trong đời của tôi. Thiếu Du, anh có nghe không? Tôi ở đây nè, anh ở đâu vậy? Ủng hộ ảnh cũng là vì anh tốt thôi. Có rất nhiều lần tôi muốn nói với ảnh là anh muốn làm gì thì cứ làm đi, tôi sẽ ủng hộ ảnh. Nhưng mà tôi không nói ra miệng được. Tôi không thể. Tôi không nói ra miệng được.
Tôi sợ nếu như tôi mềm lòng thì anh không thể thành tài được. Nhưng cho tới giây phút này tôi mới hiểu. Thiếu Vũ, Thiếu Vũ, Huynh có làm đương gia hay làm chủ nhân hay không không còn quan trọng nữa. Chỉ cần Huynh ở bên cạnh muội, mình yên trở về là đủ rồi. Chỉ cần Huynh đừng có chết. Thiếu Vũ, Thiếu Vũ, Thiếu Vũ. Tấp Hoàng, thì ra cô yêu ảnh sâu xa như vậy. Nhưng lâu nay anh cứ hiểu lầm chúng ta. Chúng ta đã kết thúc lâu rồi, không phải sao? Phải, mình thật sự không có gì hết. Tâm Hòa, Tâm Hòa, Tâm Hòa. Thiếu Vũ, Thiếu Vũ. Tâm Hòa, Thiếu Vũ. Tâm Hòa, Thiếu Vũ. Tâm Hòa, Thiếu Vũ. Thiếu Vũ. Tâm Hòa, Thiếu Vũ. Thực ra là chuyện gì? Mở thác cút do người khác mở. Sự hiểu lầm của hai người do ta mà nên, đương nhiên là phải do ta giải quyết chứ. Để tìm thấy những bộ phim mình yêu thích với chất lượng cao nhất, mời các bây bạn giờ đã sáng tỏ. Ta cũng đã mãn nguyện. Lãnh đại ca, cảm ơn Huynh. Tâm Hòa, xin lỗi, đã làm cho muội hết hồn. Muội yên tâm, sau này ta không hoài nghi nữa, không có nổi giận ẩu tả. Chuyện gì muội nói ta cũng nghe, chịu không? Không được, sau này chuyện gì muội cũng nghe lời của Huynh. Xin lão chào phật tử của chúng ta. Ngày nào cũng bán ra được mấy chai, cho nên thuốc này thì ngày nào cũng phải làm hết. Ý siêu thuốc này dùng để trị bệnh gì? Thuốc này trị bệnh gì cũng được. Như vậy có thuốc dưỡng sanh hay không? Có, nhân sâm quả của chúng ta chính là để dưỡng tinh. Nhân sâm quả? Ý nếu như thêm thuốc nam vào bên trong thì sẽ như thế nào? Không có ích gì hết, nhưng mà cũng không xấu. Nhưng mà ít ra mùi vị cũng khá, có phải không? Đúng. Còn màu sắc? Hơi trắng nhạt một chút. Vậy thì được, hãy cố gắng làm thêm một số nữa và làm viên hơi nhỏ lại. Được, làm theo lời của phu nhân dặn đi. Dạ. Chai các người đựng thuốc không phải là dùng chai này chứ? Chính là chai này. Không được, phải đổi lại bình ngọc. Hả? Đổi lại bình ngọc? Nhưng bình ngọc mắc hơn thuốc, đâu có thể lập cách này. Đúng. Thuốc viên chỉ đáng một phân tiền, còn bình ngọc phải là một đồng. Nhưng mà nếu như chúng ta để thuốc ở trong bình ngọc thì có thể bán ra tới 10 đồng. Nàng có lòng tin như vậy à? Xưa nay tiếp không hề làm chuyện gì không có lòng tin. Phải, đặt lại tên khác, kêu là Băng Cơ Hoàng. Băng Cơ Hoàng. Đi đi, các người làm ơn cho tôi vô trống đi. Làm ơn đi mà, làm ơn cho tôi vô trống, đừng có đuổi tôi. Làm ơn cho tôi vô trống đi. Làm ơn cho tôi vô trống. Làm ơn đi mà. Xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì? Phu nhân, mà làm ơn cho tôi chấn cơm. Làm ơn đi mà. Tại sao cô ta chỗ này chứ? Cút mau. Để nó cút mau đi, đứng dậy cút mau. Thôi bà đừng có đuổi tôi. Làm ơn đừng có đuổi tôi. Nhị thiếp phu nhân, làm ơn làm phước cho tôi chén cơm. Nhị thiếp phu nhân, đứng dậy. Làm ơn làm phước đi. Đừng có đuổi tôi. Khoan đã, bà làm gì? Cô muốn có đồ ăn, tốt nhất đừng có làm gì. Cô đứng lên. Gương mặt cũng xinh đẹp lắm. Ta hỏi cô
cô là người bản xứ hay là người ở ngoài? Tôi kêu Thủy Thiên Ba, năm trước mà ở xứ ngoài tới đây. Vậy thì tốt, từ hôm nay ta mướn cô làm công việc, sau này ăn mặc của cô sẽ do ta phụ trách. Nhưng mà cô nói gì làm gì, tất cả phải do ta an bài. Anh đồng ý, đồng ý. Tôi rất đồng ý. Cảm ơn nhiều phu nhân, cảm ơn. Được rồi, dẫn cô ta vào cho ăn chút gì đi, sau đó tắm rửa thay quần áo. Cảm ơn nhiều phu nhân. Đi đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Đi. Lần này Tiếp nhất định sẽ đánh một trận chiến cho quanh quanh liệt liệt. Lão phu nhân, tam phu nhân đứng ngoài cửa chờ suốt cả ngày rồi, có kêu vô đây hay không? Nên tới không chịu tới, không nên tới thì chứng tai gai mắt. Nhưng mà cô ta đang mang thai, không gặp được phu nhân cô ta sẽ không đi đâu. Kêu nó vô đây. Dạ. Thưa mẹ, Lan Nhi tới Tình An với mẹ. Con đang mang thai mà đứng ngoài cửa nãy giờ, có phải con cố tình muốn thẩm gia tuyệt tôn hay không? Dạ không phải thưa mẹ. Đáng lẽ con đang mang thai, con không dám đứng lâu. Nhưng mà Triều Tông kêu con thay mặt ảnh xin lỗi với mẹ. Ảnh còn nói nếu mẹ còn giận ảnh không chịu gặp con thì kêu con đứng ở ngoài cửa không được về. Vậy tại sao nó không tới? Không có chút thảnh ý nào. Triều Tông, ảnh sợ mẹ gặp ảnh mẹ sẽ không vui. Mẹ cũng biết từ nhỏ tới lớn ảnh sợ mẹ không vui, sợ mẹ giận sẽ hại tới sức khỏe. Ảnh kêu con nói với mẹ, mẹ ruột cũng không bằng mẹ nuôi. Từ nhỏ tới lớn mẹ thương ảnh nhất, cưng ảnh nhất, chăm sóc cho ảnh, nuông chiều ảnh, cũng chỉ có mình mẹ. Trong lòng của ảnh lâu nay coi mẹ như mẹ ruột. Hôm đó ảnh thiệt quá nóng nảy, hy vọng là mẹ tha lỗi cho ảnh, đừng trách ảnh. Mẹ con đồng lòng là chuyện đương nhiên, nhưng bà Nico già đó thật sự là quá đáng. Bà giết chết con của mẹ còn kêu Triều Tông đưa đám cho bà. Mẹ không hạ được cơn giận này. Thưa mẹ, con hiểu được lòng mẹ, nhưng mà mẹ với Triều Tông phải nên thông cảm với nhau. Nếu hai người cứ kiên trì như vậy, thời gian lâu dài ảnh sẽ càng nhớ tới mẹ của ảnh nhiều hơn. Vậy thì tâm huyết của mẹ sẽ bị lãng phí hết, cuối cùng chỉ khiến người thân đau khổ, kẻ thù thì vui mừng. Một câu nói đánh thức mẹ. Mẹ không để cho Triệu Tông nghĩ đến bà Nico già đó. Thôi được, con hãy về đi. Nói với nó mẹ coi như không có gì xảy ra. Kêu nó sau này đừng nhắc tới bà Nico. Chúng tôi vẫn còn là mẹ con, sau này hãy sống cho vui vẻ. Ăn cơm sáng đi. Đây là bình ngọc đựng băng cơ hoàng à? Dạ phải. Chúng tôi làm theo lời căn dặn của nhị phu nhân, vốn rất cao, không biết có được không? Lâu nay bà rất có nhiều quý ký, nếu bà có lòng tin như vậy, tôi tin chắc không có vấn đề. Hy vọng được như vậy. Đại thiếu gia, lão phu nhân kêu tôi đưa thức ăn tới cho cậu. Đẹp trời sao? Cậu hãy coi thử là cái gì rồi hãy nói. Là bánh chiên. Dạ đúng, món này là món duy nhất lão phu nhân biết làm. Cậu có nhớ lúc còn nhỏ cậu đặc biệt thích ăn cái món bánh chiên mua ngoài đường hay không? Sau đó ông lão bán bánh chiên qua đời, không còn bán nữa, thì cậu cứ khóc suốt ngày. Lão phu nhân vì muốn dỗ cậu, một mình ở trong bếp nghiên cứu suốt mấy ngày, hai bàn tay cũng bị phỏng hết, mới làm ra được món bánh chiên này. Tuy là không có giống như bánh mua ngoài đường, nhưng mà cậu vẫn rất là thích ăn. Mẹ đối với tôi thiệt tốt. Đúng vậy, hôm đó
cậu không thể trách bà được. Cậu nghĩ coi, bà nuôi cậu bao nhiêu năm nay, đột nhiên cậu trở thành con người ta. Cậu kêu bà về phương diện tình cảm làm sao mà chấp nhận được. Mẹ, xin lỗi, con biết là con sai. Nè, mẹ cũng có sai. Mẹ còn có thiên tính, mẹ làm sao ngăn cản được. Mẹ, mẹ vĩnh viễn vẫn là mẹ của con. Ngoan. Hai mẹ con của mình đã lâu không hợp tấu, con hãy thổi sáo cho mẹ ha. Tam phu nhân, nỗi khổ tâm của cô coi như là không có lãng phí. Tại vì họ cũng là người có tình cảm. Tay của cô không sao chứ? Hình như làm bánh chiên bị phỏng phải không? Tôi không sao. Chỉ cần hai mẹ con họ hòa thuận với nhau thì chuyện gì cũng đáng hết. Thẩm gia thiệt có phước, cưới được một người tốt như là Tam phu nhân. Bán cơ quan đã bán mấy ngày nhưng cũng không có bán được chai nào hết. Trong hồ lô của nàng thật ra bán thuốc gì? Chàng hãy khoan gấp đã, không bao lâu nữa chàng sẽ biết thôi. Cảm ơn thẩm nhị phu nhân dự thủ hồi xuân. Một chai băng cơ hoàng không những trị bệnh cho lão thân, còn hồi phục thanh xuân lại cho lão thân, thiệt là ơn như tái tạo. Y giả có lòng phụ mẫu mà, chuyện này là chuyện chúng tôi nên làm. Nếu cảm thấy tốt thì giới thiệu bạn bè tới đây mua giùm, cần gì phải tặng bài biển tới đây quá là long trọng. Cần mà. Các vị hãy nghe tôi nói, lão thân năm nay 48 tuổi, xưa nay có bệnh nặng trong người, nhưng từ khi tôi uống băng cơ hoàng của Bảo Hòa Đường đến nay, không những trăm bệnh đều hết, hơn nữa còn trở lại dương nhan của ngày xưa. Hôm nay tôi tặng bài biển tới đây
Một là cảm ơn thẩm nhị phu nhân, hai là tôi muốn giới thiệu cho các vị. Tôi tin rằng các vị uống xong, các vị sẽ giống như tôi, hồi phục thanh xuân. Các vị cứ tin tôi đi, những lời tôi nói đều là sự thật. Tôi không có nói láo. Ôi trời, nếu vậy uống đi. Đi. Đúng rồi, đây uống đi, uống đi. Hiệu nghiệm lắm, hiệu nghiệm lắm. Từ từ đi, từ từ đi. Uống càng nhiều càng tốt. Mua vô đi. Quý vị cứ yên tâm đi. Cứ yên tâm đi. Một lần phải uống 10 chai, một ngày phải uống 3 lần, không được thiếu lần nào. Cảm ơn chị của tôi nè. Nhưng mà thiếu 1 lần không có chai 3 chai nữa. Nhớ nha, phải uống càng tốt. Cái gì mỗi ngày 3 lần, không được thiếu lần nào, uống đi mấy năm mới được. Nhớ rất là hiệu nghiệm. Cái tình lần của tôi, nè, cái lần của tôi rất là hiệu nghiệm. Uống thử đi, à, cảm ơn nhiều. Nè, vô phòng lấy thêm thuốc đi. Kỹ nha, một ngày 3 lần, sót một lần không có được đâu. Có hiệu quả nhớ mua tiếp. Trà đạo Trung Quốc lịch sử đã đầy, bên trong có học vấn rất nhiều. Ê, Lan Yên, má Hồng có tí đã dùng hết dùng. Rồi. Mẹ đang dạy phép tắc cho các con, lần nào con cũng không chuyên tâm. Mẹ à, mẹ không có công bằng. Mẹ có gì mà không công bằng? Tụi con có nghe hay không, ít ra cũng có mặt ngồi ở đây. Còn huống xương nề, từ sáng tới tối không thấy bóng dáng gì hết, mà mẹ cũng không la rầy nó. Nó đi làm ăn tiếp cho Triều Tông. Tuổi trẻ mà giỏi như vậy thiệt thông minh. Nó nghĩ ra được dùng thuốc nam hòa chung với nhân sâm chế ra thuốc mới. Nghe đám công nhân nói bán ra được mấy trăm chai. Sai rồi, là 1400 chai đó mẹ. Đại tỷ, Lăng Yên, hai người cũng có mặt ở đây. Con tới rất đúng lúc, mẹ mới khen con. Thật ra đâu có cái gì đâu, chỉ là ra một chút ít kế thôi. Mấy chuyện này phải nên suy nghĩ kỹ. Cô nói cái gì? Nhân sâm và thuốc men có thể bổ khí tệ thân, nhưng không thể hồi phục thanh xuân. Tỷ làm như vậy là lừa gạt bá tánh, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Cô lo lắng quá nhiều. Thật ra tôi đã nói với khách là phải uống 10 năm. Nếu mà nghỉ uống một ngày thì chắc sẽ không có công hiệu. Có ai lại uống tới cả 10 năm? Cho dù có uống 10 năm, tới chừng đó mình cũng kiếm đủ rồi, có thể đổi nghề làm nghề khác. Mẹ, cô nói có đúng hay không? Dù gì nhân sâm và thuốc nam cũng không có hại, uống nhiều ngược lại có thể đề thân. Nhưng mà gạt người là không đúng. Thì phải. Mẹ, họ nói là gạt người ta. Buôn bán phải nói kỹ thuật, nếu không có lời bán để làm gì. Con đừng có quên, những thứ con ăn con uống đều là tiền của thẩm gia gạt về. Nếu con thanh cao, con tự đi ra ngoài kiếm tiền. Chỉ nói bằng cái miệng thôi. Chúng ta đi, tôi không muốn cãi nhau với những người vô duyên như vậy. Mẹ, đừng có giận, không có sao đâu. Bằng cơ quan của Bảo Hòa Đường vừa bán ra thì việc mua bán của chúng ta đã tuột xuống. Cậu hãy mau tìm cách khác đi. Tôi mướn cậu về đây không phải ngồi không lãnh lương, chỉ biết cười là vô dụng thôi. Tôi có mua một chai băng cơ quan, thành phần chủ yếu là nhân sâm, đáng lẽ không có công hiệu hồi phục thanh xuân. Tôi muốn không phải là như vậy, mà là chứng cớ. Thật ra chuyện này mỗi người có cách nói riêng, phối phương khác nhau, công hiệu cũng khác nhau.
cho nên không ai khẳng định được công hiệu thế nào. Như vậy chúng ta cũng làm ra thuốc gì thử đi. Người ta chiếm tiên cơ trước, cho dù mình làm tốt hơn cũng không thể nào thắng được họ. Còn hơn là khoanh tay ngồi nhìn. Không có khoanh tay ngồi nhìn, ngày tháng tốt của họ không được lâu dài. Cậu đã nghĩ được cách tốt gì? Bạch Mục Phi này quang minh lỗi lạc, không cần dùng ám chiêu nào hết. Bà coi đi, tôi phải cho Bảo Hòa Đường nội trong 3 ngày đóng cửa đại cát. Hay nè, mua một chai trước, rồi sau đó mua thêm nhiều chai nữa. Được. Cảm ơn. Nè, coi đi, rất là hiệu quả. Băng cơ hoàng này hiệu quả lắm. Thiệt hả? Có 40 mấy tuổi thật à? Chuyện này có giả được sao? Ai cũng nói mình nhỏ, đâu có ai chịu nhận là mình già. Nhưng tay của mình màng như vậy, nhìn tướng cô cũng lắm 17-18 thôi. Đúng rồi. Bây giờ cậu nói bậy cái gì? Thiệt, tôi nói cho cậu biết, tôi uống cái này 10 năm rồi, tôi làm mẹ của cậu cũng được đó. Cái này rất là hiệu quả, cho nên thấy tôi mới trẻ như vậy nè. Nè, uống thử coi đi sẽ biết liền, rất là hiệu nghiệm. À, mua đi, mua đi. Rồi, mấy hộp, mấy hộp. Được rồi, qua bên đó mua đi. Hiệu quả lắm. Rất là hiệu quả, qua bên đó mua đi ha. Hả? Tôi cũng mua. Tôi cũng mua. Cô nương, đó là của tôi. Cô lại cho kỹ, tôi đợi cô. Cho tôi một chai. Nè, có ai không? Là ai? Sao hẹn tôi tới đây? Mau ra đây, sao còn chưa ra vậy? Có ai không vậy? Báo người ta! Báo người ta, có mặt! Báo người ta! Số vàng là của cô. Yên tâm đi, tôi không kêu. Mời vô trong. Xin mời vào trong. Cô nương, xin mời. Cô nương, mời. Cô nương, mời vào trong. Cô nương chờ chút, chủ nhân của tôi sẽ ra ngay. Cô nương, xin lỗi.
Không phải tôi muốn lấy, tôi chỉ muốn lấy lên coi thôi. Cô đừng lấy cũng không sao. Mấy cái này chẳng lẽ chuẩn bị gì cô? Chuẩn bị cho tôi. Tại sao? Cô Niên, năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay tôi năm nay tôi 48 tuổi rồi. Cô nói láo với mấy người đàn bà vô tri thì còn được. Đối với tôi đừng có tốn hơi. Nói thật với cô, tôi thật sự không tin tưởng băng cơ quan gì đó có thể hồi phục tuổi thanh xuân. Chuyện này tất cả là quỷ kế của Bảo Hòa Đường. Tôi không biết gì hết. Không bắn bớt tới tôi. Họ cho cô bao nhiêu tiền kêu cô nói láo hả? Cô coi đồ đạc trong căn nhà này có đủ hay không? Ý của ông là cho tôi tất cả? Chỉ cần vạch trần họ nói láo, tất cả thuộc về cô. Tôi không tin. Vậy chúng ta có thể làm hiệp ước. Người đâu? Dạ, đưa cô nương về. Dạ. Cô nương mời. Đem hết tất cả tài sản của tôi tới đây, thì ra muốn mua chuộc lòng người. Cái giá này hình như là hơi lớn đó. Không lẽ chút nào. Không bao lâu bà sẽ có câu trả lời. Đại thiếu gia, cách của nhị phu nhân có hiệu quả thật. Tháng này kiếm được không có ít đó. Nhưng mà là cách này tốt à? Đại thiếu gia, cậu... Cha của tôi có nói y giả có lòng phụ mẫu. Tôn chỉ của tôi mở tiệm thuốc là để tế thế cứu nhân. Nhưng mà bây giờ vì muốn giành làm ăn mà mất hết lương tâm. Làm như vậy trái lại tôn chỉ của cha tôi năm xưa. Nhưng mà làm ăn cạnh tranh kịch liệt như vậy, nếu mà không ra một chút ít thủ đoạn thì thật sự không có cơ hội để thắng. Nhưng mà muốn thắng không nhất định nhờ vào thủ đoạn không chính đáng. Vậy ý của cậu? Shopfimbo.com cất giữ hết tất cả lời thú này cho tôi. Tôi không muốn bán nữa. Vậy tôi không muốn đêm nào cũng ngủ không yên. Triệu Tông, muội có chuyện này muốn thương lượng với huynh. Chuyện gì? Muội cảm thấy dùng băng cơ hoàng gạt người ta thật sự là không có nên. Muội khuyên huynh rút tay cho sớm đi. Hử? Thật không ngờ nàng lại giác ngộ như vậy. Chỉ nhưng mà nếu không có bán băng cơ hoàng thì chúng ta sẽ tổn thất rất lớn. Vấn đề này muội đã nghĩ qua. Bây giờ có nhiều bệnh nhân đang ở trong nhà, rất dễ bị truyền nhiễm cho những người chung quanh. Hay là nhường ra những căn phòng ở ngoài hậu viên để cho họ vô ở. Làm như vậy mình có thể thu vô chút ít chi phí, nhất định có lời nhiều hơn là bán thuốc giả. Thế nào? Muội nói sai à? Ta cảm thấy là hình như là nàng thông minh hơn lúc trước hả? Muội vốn là thông minh vậy mà. Hãy làm theo lời của bà. Dạ. Nè, bừng thuốc này vô mau. Bừng để vô hết đi. Được, bừng để vô hết đi. Nè nè, cho tôi chai thuốc đi. Cho tôi hai hộp băng cơ hoàng. Cho tôi một chai. Đổ nhà thuốc này chúng tôi. Sao lại không bán? Cho tôi hết một chai. Tại sao lại không bán? Tôi không bán nữa. Ai xin lỗi các vị nha. Sao kỳ vậy? Vô tôi vô. Tôi vô. Cấp đỡ của thuốc. Tại sao lại không bán thuốc này nữa? Phải uống rồi, sao không bán? Chúng ta có một chút vấn đề cho nên không bán được. Ai xin lỗi các vị nha. Dạ, đúng rồi đó. Uống rồi. Sao kỳ quá vậy con? Mà uống rất là nhiều mà. Ảnh hưởng sức khỏe cho mình. Nè nè nè, các vị nghe tôi nói.
băng cơ hoàng này tất cả đều là giả, là họ gạt quý vị đó. Tôi không phải 48 tuổi, tôi chỉ mới có 19 tuổi thôi à. Sao lại thuốc giả kỳ như vậy? Có thể hay không? Thật ra thuốc này là có vấn đề thật. Nếu mà uống nhiều quá sẽ khiến tâm trí không có được tỉnh táo chút nào. Bà già này bây giờ tâm thần của bà thật sự không được tỉnh táo. Anh Tuyết, mau dẫn bà vô trong đi ha. Tôi bao nhiêu hồi gã các người đó. Tôi đi rồi. Là hồi mau rồi. Các chị, các chị, hãy nghe tôi nói. Hãy nghe tôi nói đã. Nghe tôi nói, nghe tôi nói đã, nghe tôi nói. Nghe tôi nói đi, bà nói đi. Băng cơ hoàng từ khi vào hàng tới nay được sự ủng hộ của các vị. Về điểm này, bảo hòa đường của chúng tôi thật cảm ơn các vị. Nhưng mà một viên thuốc nhỏ nhắn lại có sự thần kỳ như vậy, khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Cho nên tướng công của tôi Thẩm Triệu Tông mới đem nó lên kinh thành để hóa nghiệm. Kết quả phát hiện bên trong thật sự có thành phần khiến tinh thần người ta không có tỉnh táo. Thật ra hồi nãy cái bà thần tiên đó, bà đã bị trúng chiêu rồi. Vì để tỏ lòng xin lỗi với các vị, nếu như ai mua băng cơ hoàng của bảo hòa đường chúng tôi đều có thể trả hàng lại. Thành thật xin lỗi các vị. Xin lỗi các vị rất nhiều. Trả tiền lại cho mình nữa. Hay lắm, tốt. Đúng là hoàng uy tín quá. Này các vị, các vị, chúng tôi có chuyện tuyên bố đó. Nếu nhà có kỳ năng tạp tính gì có thể tới hậu viện chúng tôi. Chúng tôi không nhận bất cứ một chi phí nào. Cảm ơn các vị ủng hộ. Cảm ơn. Ai thiệt là tốt. Cô không phải đàn ông thì đáng tiếc. Ăn thiệt là đàng hoàng. Quá, cánh quá. Thế nào? Tiền bồi thường cho băng cơ hoàng hơi nhiều, nhưng thu nhập của tháng này coi như là được ổn định. Lần này cũng tại thiếp không tốt, vì thiếp suy nghĩ không có chu toàn. Ta cũng hơi gấp gáp quá. Vì muốn giành mối làm ăn nên liên lụy đến nhiều kẻ vô tội. Thật ra ta muốn đối phó chỉ có một mình Giang Vũ Bình, không có quan hệ đến người khác. Đúng vậy. Ý kiến của đại phu nhân rất là tốt. Hậu viên của mình đó sắp sửa hết phòng. Quản thúc à? Hả? Tiền nhà tháng này phát cho bộ dung 10 đồng nữa đi. Hả? 10 đồng thôi sao? Ý? Coi như đã quá nhiều. Ông tử khúc gỗ này nghĩa sai kiến hay như vậy hay là sao? Đúng rồi. Tam phu nhân, bà đang mang thai không có tiện. Mấy việc này đã chúng tôi làm được rồi. Được rồi, tôi ở trong phòng hoài sẽ buồn ghê lắm. Nếu không ra ngoài cử động, sợ sẽ bệnh. Đại thiếu gia. Đại thiếu gia. Lan Yên. Coi như không làm trái lời thề của tướng công đó chứ. Đương nhiên không. Tướng công tới đây là... Ta tới để cảm ơn nàng. Cảm ơn thiếp cái gì? Cảm ơn nàng đã làm cho ta và mẹ quà nhỏ. Cảm ơn nàng đã kêu bộ dung nhắc nhở, để ta không sai hết lần này tới lần khác. Đâu có phải là thiếp. Nàng không cần phải gạt ta. Bánh của mẹ chiên không có khét, bồi dung cũng không có đầu óc thông minh như vậy. Đáng lẽ thiếp không muốn giấu tướng công, nhưng mà thiếp sợ tướng công không gặp thiếp. Ta làm sao không muốn gặp nàng. Giờ phút nào ta cũng muốn gặp nàng. Chỉ là thù mẹ ta chưa trả, ta không để cho mình sống trong cuộc sống đầm ấm được. Nếu như không, ta có cảm giác mang tội. Nàng hiểu được chứ? Thiếp hiểu. Cho nên vẫn chờ ở đây.
Nàng không cần phải chờ lâu. Có sao hay không? Không sao. Ta đương nhiên không sao. Sớm muộn có một ngày ta sẽ làm cho Triệu Tông hiểu được ai mới là người có thể giúp cho ảnh. Thật sự ở đây khó thở quá. Đi, mình ra ngoài dạo một chút.